Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 59 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Chuyển ngữ Thích Tâm Anh Biên tập Nguyên Anh Thời gian ngày 15 tháng 9 năm 1998 Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore Xin mời mở kinh bổn ra Trang thứ 313 hàng thứ hai Đều có khả năng sanh tin hiểu Đối với diệu pháp Luôn cùng siêng năng Làm đẹp cung điện Giang khen công đức Chữ tuy không nhiều nhưng nó nói cho chúng ta biết nguyên tắc trọng yếu của tu hành nhất định chứ có tính giải sau mới có hành chứng đại sư thanh lương nói rất hay ngày nói tin mà không hiểu Tăng trưởng vô minh Hiểu mà không tin Trở sinh tà kiến Hai câu này nói rất hay Cho nên Học Phật sau khi tin nhất định Phải phát tâm Thâm nhập kinh tạng Cầu thâm nhập kinh tạng này Chúng ta cũng không được hiểu lầm Không phải bảo bạn đi Nghiên cứu đọc tụng Đại tạng kinh bạn nghĩ như thế là sai rồi Hai chữ kinh tạng Kinh là kinh điển Tạng là nghĩa hàm tạng Trong bất cứ một bộ kinh nào Cũng hàm tạng nghĩa lý Vô tận cho nên nói Thông một kinh Thông tất cả kinh Từ đó có thể biết Ý nghĩa của thâm nhập Là bảo chúng ta Giao sâu một môn Mà không phải bảo chúng ta Môn môn đều phải thâm nhập Môn môn thâm nhập là mục tiêu sau cùng làm sao mới có thể môn môn tham nhập một môn tham nhập rồi môn môn liền tham nhập cho nên bạn muốn môn môn tham nhập pháp môn vô lượng thể nguyện học mà trong tứ hoàng thể nguyện đã nói trên thực tế học một môn là được rồi một môn thông rồi Vô lượng vô biên pháp môn Đều thông Đạo lý này Chúng ta cần phải hiểu rõ Vì sao một môn thông rồi Thì tất cả môn đều thông Điều này chúng ta cần phải biết Tất cả kinh điển của Phật nói Đều lưu xuất từ trong tự tánh chân như Một bộ kinh như thế nào mới được coi là thông? Nhất định phải thông đạt tự tánh mới quay là thông cũng chính là nói bạn thấy tánh trong pháp môn này bộ kinh này bộ kinh này mới được coi là không minh tâm kiến tánh là lời của thiền tông học giáo giáo tông gọi là đại khai viên giải đại khai viên giải mới coi là không viên là viên mạng một Pháp không lọ Tất cả Pháp hệ xuất thế gian Đều hiểu rõ Đều thấu tỏ Mới được Trong giáo học Phật Pháp Bạn mới được coi là tốt nghiệp Giáo tâm chưa thể đại khai viên giải Tham thiền chưa minh tâm kiến tánh chưa được coi là tốt nghiệp Chưa được coi là thành tựu Nhưng trong tịnh độ thì khác Tiêu chuẩn của thiền tông giáo tông ý Trong tịnh độ tông là lý nhất tâm bất loạn Pháp môn tịnh tông không cần cao như thế chỉ cần bạn công phu thành tiến Liền có thể đới nghiệp giảng sanh Giảng sanh chính là thành tựu Đây là chỗ khác nhau Của thành tựu tịnh độ Với thành tựu của các tôn phái khác Cho nên đây là vị hành đạo Hiền tông giáo tông đều là nang hành đạo Không phải dị hành đạo Và thành tựu của vị hành đạo này Của tỉnh Tông Là vừa qua những nang hành đạo kia Giảng sanh thị giới Tây phương cực lạ Trong kinh nói rất rõ Đều làm Bồ Tát Không còn thối chuyện đây là thành tựu mà thiền tông, giáo tông đều không đạt được. Minh tâm kiến tánh của thiền tông thực tế là nói địa vị sư trụ của Bồ Tát Duyên Giáo. Đại khai duyên giải của giáo tông cũng là địa vị sư trụ của Duyên Giao. Đô Thị sánh với Bồ Tát bát địa giảng sanh phẩm hạ hạ của tịnh tông đây là cảnh giới của bát địa bồ tát cho nên nói là phương pháp dễ dàng thành tựu thù thắng vô cùng chúng ta trước phải tin tưởng đối với pháp môn này sau khi tin phải hiểu phải thường đọc kinh phải thường nghe kinh bạn có chánh tín chánh giải Sau đó mới có chánh hạnh Chánh hạnh là gì? Phát tâm Bồ Đề Một lòng niệm Phật Đây là chánh hạnh Chánh hạnh rồi sau mới có quả chứng chính xác đây là chứng chân quả chứng là gì đời sống công việc hiện tại của bạn tương ứng với cảnh giới lý luận của tịnh tông nói cách khác, khác hiện tại bạn đang sống cuộc sống của chư thượng thiện nhân ở thế giới tây phương cực lạc đây là chứng quả câu này nếu vẫn chưa hiểu chúng tôi nói cản cờ khơ một chút đời sống công việc hiện tại của chúng ta đều tương ứng với những kinh kinh vô lượng thọ Kinh Di Đà, Kinh Quán Kinh, Chưa đến Phẩm Hạnh Nguyện, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông này. Đây chính là chứng quả, chứng minh rồi. Trong cuộc sống chứng minh, cảnh giới lý luận trong Kinh là thật không phải giả. Ở đây Tính Nhân giải tịnh Đây là chính xác Đây là chánh tính Không những chánh tính Mà còn là chân tính Chánh tính là lý không có vấn đề gì Có lý luận căn cứ Tôi tin gọi là chánh tính Đến tin một cách chân chánh trên sự cũng đã chứng minh trong cuộc sống hàng ngày cũng đã chứng minh đây là chân tinh hiểu nhờ tính tâm của bạn nhờ bạn thực hiện trong đời sống cái hiểu này của bạn càng sâu hơn lý giải càng rộng hơn đây đều là ý nghĩa của chủ trú thần mười vị thượng thủ phần nhiều đều là khí thế gian chủ cho nên đều gọi họ là thần Đây là giải thích của Đại sư Thanh Lương Ở thời đại này của chúng ta Thanh Lương là người thời nhà đường Chú giải ấy của Ngài là chú giải cho người thời đường Ở thời đại ngày nay của chúng ta Chúng ta có cách nhìn khác Đối với thần Gọi là thần Thần kỳ khó lường Trí tuệ của họ Thông minh của họ Kỹ xảo của họ Họ dược người phạm chúng ta gọi họ là thần giải thích như thế này người hiện tại có thể chấp nhận người hiện tại nghe rất thích có thể đạt được mục đích giáo học tu chứng đó là mục đích đại sư thanh lương nói nếu y cứ kinh điển tiếng phạn Ngoài thần Kim Cang Còn lại các thần khác Đều là nữ thần Lấy nữ thần biểu pháp là biểu thị từ bi tâm người phụ nữ nhu nhuyến hơn hiền từ hơn tâm bồ tát bồ tát thì không phân biệt nam nữ già trẻ cũng không phân biệt một hành nghiệp nào tâm bồ tát đều rất từ bi Đãi người tiếp vật Rất nhu hòa, nhu nhuyễn Lấy ý nghĩa này Như vậy mới có thể Nhiếp họ chúng sanh Chính là trong văn khen ngợi đều có khả năng sinh tin hiểu đối với diệu pháp mà còn có thể lương cùng siêng năng làm đẹp cung điện nghĩa của làm đẹp cung điện đã nói cho quý vị rồi đây là biểu pháp chính là nghĩa biểu thị từ bi dưỡng dục Kinh văn đến chỗ này Chúng ta hồi tưởng lại một tí Từ chủ giá thần thứ 10 Mãi cho đến chủ trú thần thứ 19 này 10 vị trong đây Thực tế nói Mười đoàn thể này Chúng đại biểu thật hạnh của Bồ Tát Pháp môn nhân quả Lợi ích chúng sanh Trước nói qua Bồ Tát thập trụ Thập trụ là trụ của Phật trụ Thập hạnh Bồ Tát Là hạnh của Phật hạnh Mười vị thần này Chính là Đại biểu hạnh của hạnh Phật Trong Đại Kinh nói cho chúng ta Thập hạnh Bồ Tát Tôn thứ nhất là Quang hỷ hạnh Ở đây là lấy chủ giá thần để làm đại biểu chủ giá đã nói qua cho quý vị chính là chuyên gia nông nghiệp mà thời nay nói nếu nói nghĩa rộng bất cứ Hành nghiệp sản xuất nào Cũng đều thuộc loại này Làm nghề sản xuất này Làm nghề sản xuất này Trong biểu pháp Đại biểu Lục độ dạng hạnh của Bồ Tát Pháp vị vô tận Lợi ích chúng sanh Lợi ích chính mình Nếu có của cải Giàu có Ăn mặc ở của chúng ta Thậm chí bao quát đời sống tinh thần có thể đạt được sung túc vậy làm sao không quan hỷ nếu phối hợp với thập ba la mật của Bồ Tát Giang Thụ Quan Hỷ hạnh là bố thí ba la mật. Đây là tu bố thí ba la mật Chủ hà thần thứ hai Đây là chuyên gia thủy lợi Chúng ta nói đến Kiến khí cơ bản của quốc gia xã hội hiện tại chúng ta đều biết trong kiến thiết cơ bản cái quan trọng nhất là thủy lợi cho nên ba loại chủ hà thần chủ hải thần chủ thủy thần này đều có quan hệ với nước nói đến kiến thiết công trình thủy lợi rất quan trọng tuy không thua kém giao thông quốc lộ đường sắt hàng hải bến cảng đều không thua kém những kiến thiết này Hiện tại lại thêm nguồn năng lượng Phát điện Đây là cơ sở Chiến thiết vật chất Có những kiến thiết này Có phải xã hội này Phồn vinh thịnh dưỡng lên không? Chưa chắc chỉ nói phồn viên thịnh dưỡng có thể đạt được nhưng muốn cho đời sống của chúng ta được mỹ mã còn chưa được cho nên trong kiến thiết cơ bản còn phải cộng thêm một kiến thiết giáo dục Và giáo dục này Là giáo dục Phật Pháp Đại Thừa của chúng ta Với giáo dục Nho Gia Trung Quốc Giáo dục Luân Lý Giáo dục Trí Tuệ Bạn mới hiểu được làm người thế nào Phối trên gian minh vật chất Chân chánh đạt được đời sống mỹ mãn nếu không Có vài kiến thiết cơ bản vật chất này Hậu quả chắc chắn Giàu mà không lạ Không những không lạ Nếu dẫn tới một vài hiểu nhầm Xung đột Còn có thể đưa đến chiến tranh Chiến tranh rất tàn khốc Đây là điều chúng ta không thể không rõ Trong chủ Hà thần Chúng ta thấy Phổ phá tấn lưu Phổ khí tuyên giảng Cứu hộ chúng sanh Ba danh hiệu này của mười vị thượng thủ là rất quan trọng. Hàm nghĩa ở đây dạy cho chúng ta lợi ích phải cộng hưởng với tất cả chúng sanh. Trong lợi ích Mọi người thấy cái quan trọng nhất là Của cả Của cả kinh tế mà ngày nay nói Cái này Phải lưu thông Tài Nên bố thí Không nên tích lũy Tài phải cộng hưởng với đại chúng xã hội không nên hưởng một mình Đây là phổ phá tấn lưu Dạy cho chúng ta Phổ khí tuyên giảng Tuyên giảng là đầu nguồn Nguồn nước Phải sạch Nguồn nước dụ cho cái gì? Dụ cho tâm của chúng ta Dụ cho ý niệm của chúng ta Niệm tâm Phải trong sạch Phải lương thiện Như vậy mới có thể Cứu độ tất cả chúng sanh Cứu hộ chúng sanh chính là Hạnh phúc chân chánh của mình Đây là Bồ Tát hạnh vị thứ hai Hạnh thứ hai là nhiều ít hạnh Nhiều là phong phú ít là lợi ích lợi ích phong phú nhất dụng của chủ hà thần để tỉ dụ nước sông chảy mãi trung quốc chúng ta thường dụ nước cho tài cũng rất có lý tài phải thường chảy Đó là phước bảo chân tranh Lợi ích chân thật Nếu tài không chảy Bị một người cướp đi Tai nạn thế gian liền đến Nhất định phải lưu thông Không lưu thông quả hại liền đến Giống như nước Nếu sông bị chặn Gọi là nó bị động Sẽ tràn Nhất định phải chạy rất thông suốt Như vậy mới có thể lợi ích chúng sanh Chủ hải thần thứ ba Chúng ta gọi Ngài là Chuyên gia dẫn tải đường thủy hiện đại Chủ quản những dẫn tải này trong đức hiệu Thượng thủ có Xuất hiện bảo quang Hàng hải mang lại Của cải ví dụ cho xuất hiện bảo quan Hải triều lôi âm Hải triều Dụ cho thủ tính Lúc nào thủy triều dân Lúc nào thủy triều hạ hà, hàng ngày có thời gian nhất định Rất uy tín Những điều này đều là dụ cho Pháp tính đại hải Lấy đức năng trí huệ Lợi ích chúng sinh Đây là hạnh không trái nghiệp cứ ba Thủ tính là không trái Lợi sinh là không nghiệp Không phải lợi mình Là lợi tất cả chúng sanh Chủ thủy thần thứ tư Chủ thủy thần cũng là thuộc chuyên gia thủy lợi Có phần lớn nhỏ rộng hẹp Với chủ hà thần phía trước Trong biểu pháp có phổ hưng dân tràng nhà phờ thường nói từ dân pháp Vũ cứu độ tất cả chúng sanh nước chảy rất tự nhiên nơi nhất định phải chảy bạn chẳng chỗ này nó chảy sang bên cạnh Bồ Tát hạnh thứ tư Vậy là hạnh không khuất phục Nó có ý nghĩa này Dùng loại nào để biểu thị Bồ Tát giai dị nào Đều được sắp xếp rất đúng chỗ Ba vị chủ hà, chủ hải, chủ thủy này Chúng ta quan sát kỹ Chúng đều biểu thị tất cả Pháp thế xuất thế gian Nhất định phải lưu thông Nói cách khác, nhất định phải lợi ích tất cả chúng sanh Người xưa hiểu rõ đạo lý này Người ngày nay không hiểu rõ đạo lý này Thành thật mà nói Người Trung Quốc thời xưa hiểu rõ đạo lý này Người ngoại quốc không hiểu đạo lý này Người Trung Quốc Hai ngàn năm trước đây là điều chúng ta có thể khẳng định Cuốn lễ kỳ y viết xong Chắc chắn trước triều Đại Hán Các học giả đều cho rằng Nó được hoàn thành trong khoảng Thời gian từ xuân thu chiến quốc đến triều nhà Hán, nó không phải do một người viết nên mà là rất nhiều người viết. Lễ dẫn Đại Đồng Thiên, rất nhiều người đã đọc Trung Quốc mấy ngàn năm trước tư tưởng Đại Đồng. không phải công lợi chủ nghĩa không phải tự tư tự lợi người trung quốc ngày nay dứt bỏ hết cổ tịch trung quốc họ không cần dứt bỏ hết học chủ nghĩa công lợi của người nước ngoài học tự tư tự lợi của người nước ngoài gây nên loạn động xã hội của chúng ta ngày nay đời sống của chúng ta thống khổ như vậy là có nguyên nhân của nó không phải không có nguyên do chúng ta phải giác ngộ phải hiểu biết Chính mình có gì Hay cần phải giữ nguyên Làm rạng rỡ truyền thống Cổ nhân Trung Quốc Niệm niệm lợi ích xã hội Lợi ích chúng sanh Họ mang trí huệ một đời Kinh nghiệm một đời của họ Viết thành văn tự Viết thành sách lưu truyền cho hậu thị Họ hoàn toàn không tự tư lưu truyền cho con cháu của chính mình Hoàn toàn không có Lưu truyền cho đại chúng xã hội Và kinh Phật càng tuyệt vời hơn Phật giảng kinh bất cứ bộ kinh nào cuối cùng cũng khuyên mọi người lưu thông công đức lưu thông là vô lượng vô biên câu này là câu nói thật không phải giả nhưng hiện tại chúng ta thấy sau rất nhiều quyển sách bạn lật ra trang bản quyền không cho in ấn có quyền tác giả in ấn sẽ bị truy cứu điều này như nước bị chặn tù động không cho nó lưu thông không cho lưu thông làm thế nào sẽ phát lục lên dìm chế chính họ Đây là nước tham ái Dìm họ xuống đâu Chết rồi biến làm ngạ quỷ Giao đường ngạ quỷ Quỷ đều bị nước dìm chết Nước này Là nước tham ái Cho nên không lưu thông Tội lỗi này là vô lượng vô biên Hiểu rõ đạo lý này Sau đó chúng ta sẽ hiểu Không chỉ là khư tịch Phật phá phải lưu thông Mỗi mỗi đều phải lưu thông ý nghĩa của lưu thông chính là mỗi mỗi đều cộng hưởng với đại chúng xã hội chính là nghĩa của lưu thông có phước không nên hưởng một mình có phước mọi người cùng hưởng người hưởng phước của bạn càng nhiều phước báo của bạn sẽ càng lớn Những sự thật này Chúng ta cũng có thể nhìn ra Bạn thấy thế gian này Ai Lưu thông bố thị rộng nhất Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thị hiện thành đạo toàn tâm toàn lực làm công tác lưu thông bố thí suốt 49 năm thời gian 49 năm không dài bạn nhìn xem phước báo của Ngài lớn biết bao Ngày nay thế gian này Mọi người nghe danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni Thấy hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni Cung kính tán thán đánh lễ, bái lạy Bạn thấy phước báo này lớn biết bao Lão Khổng Phu Tử cũng làm công tác lưu thông bố thị Nhưng tâm lượng không lớn như Phật từ đâu mà thấy Vì mỗi bộ kinh Phật đều khuyên mọi người lưu thông Trong khi đó khổng tử không thấy có Lão khổng phu tử cũng được người đời tán dương tôn kính Nhưng mức độ khen ngợi tôn kính không bằng Phật Thích Ca Mâu Ni Trong nhân gì được quả báo ý, đây là đạo lý nhất định Hậu duệ Của khổng lão phu tử Cháu chắc của ông ta Truyền đến nay hơn 70 đời Tiên sinh khổng đức thành ở Đài Loan Hậu đại của khổng phu tử Ông ta đến đâu Cũng được mọi người đặc biệt trọng đại Đặc biệt tôn kính Vì sao? Hậu đại của lão khổng phu tử Tôi nghe nói có một năm ông đến Mỹ Người Mỹ nghe nói hậu đại của khổng lão phu tử Cũng đặc biệt trọng đại ông ta Dựa vinh quang của tổ tông Người thế gian đời sau tôn kính đối với ông ta như vậy Phật Thích Ca Mâu Ni không có thành lập gia nghiệp Không có con cháu truyền đời Nhưng có học trò Ngày nay nghe nói là học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni Đại chúng xã hội cũng đặc biệt tôn kính Hiện tại người xuất gia trong xã hội không được người đời tôn kính Đây là thời hiện đại này Thời tiền thanh Người xuất gia trong xã hội được người tôn kính Khác xa hiện tại chúng ta sau những năm dân quốc địa vị người xuất gia trong xã hội không xuống không thể trách đại chúng xã hội không tôn kính đối với chúng ta thành thật mà nói hành vi động tác của chính chúng ta không đáng được người đời tôn kính đây là sự thật vì sao không đáng được người tôn kính? vì chúng ta ngày nay giả mạo học trò Phật thích Ca Mâu Ni không phải thật cáo đầu thì hiện tướng xuất gia đắp y này mà những điều Phật dạy chúng ta không làm được lời Phật giảng chúng ta không hiểu không làm cho nên là giả mạo đệ tử của Phật Xã hội thấy người giả mạo đệ tử Phật Không tôn kính là tất nhiên Nếu bạn là đệ tử Phật chân chánh Tự nhiên đại chúng xã hội sẽ tôn kính bạn Đây là đạo lý chắc chắn Đây đều là Tướng đức Lưu thông Chúng ta cần phải Suy nghĩ sâu sắc Cần phải phúng hành Nhất định không được có Một chút tư tâm Chú ý đến lợi ích của chính mình Mà không chịu Lợi ích cho xã hội đại chúng Như vậy là sai Hoàn toàn trái với lời của Đức Phật dạy Chủ quả thần thứ năm Chúng ta coi họ là những chuyên gia công tác năng lượng nguyên tử ngày nay nghiên cứu khai phát đều thuộc loại chủ hóa thần này trong đức hiệu thượng thủ phổ quang diễm tạng phổ tập quan tràng Ý nghĩa đều rất sâu, rất rộng Trong đức hiệu có một chữ phổ Tư ngưng với đức hạnh lưu thông ở trước nói Phổ là không có phân biệt, không có giới hạn Quang là quang minh Quang diễm tạng Là quang minh vô hạn Đây là trí huệ của tánh đức Câu này là biểu thị căn bản trí Câu sao là biểu thị hậu đặc trị Phổ tập quan tràng Tập còn phải tích lũy Không gì không biết Trong đời sống Tích lũy kinh nghiệm trí huệ trong công việc tích lũy kinh nghiệm trí huệ Trong sự sự đại nhân tiếp vật Cũng tích lũy kinh nghiệm trí huệ Đây chính là phổ tập quan trọng Cho nên mới có thể thành tựu trí huệ viên mãn của mình Đức năng cao độ Giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là Bồ Tát hạnh dị thứ năm Hạnh không si loạn Không si loạn Chính là nhất tâm bất loạn Trong kinh A-di-đà nói Cho nên dùng hạnh Không suy si loạn Để phối với chủ quả thần Họ phối rất tự nhiên Rất thỏa đáng Làm cho chúng ta ở đây thể hội được Bồ Tát Hạnh cần phải tu hành như thế nào? Chủ phong thần thứ sáu Chúng ta coi họ là Những nhân tài Chuyên môn chủ trì Các loại vận động Dẫn động Dẫn động trong xã hội thì nhiều lắm Ở đây đưa ra mấy thí dụ Trung Quốc quá khứ Có được Ngũ tứ vận động Cuộc vận động này còn có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội chúng ta. Nhưng nó là một cuộc vận động, vận động văn hóa, vận động học thuật, chuyển đến vận động trên chính trị đều thuộc vào loại này phạm vi bao quá trong loại này là rất rộng cuối cùng chúng ta có một câu nói hệ bất cứ điều gì có thể làm thay đổi phong tục tập quán bao quá cả nghệ sĩ đều thuộc vào loại này Bồ Tát quyết định là chánh diện Quyết định là hiện lương Cho nên Bồ Tát hạnh vị thứ sáu gọi là thiện, hiện hiện hạnh Hiện là hiện thân thủy pháp Trong kinh Phật thường nói Là tùy loại quá thân Tùy cơ thuyết pháp Quá thân gọi là ứng quá thân Nên dùng thân phận gì Để độ chúng sanh Bồ Tát liền hiện thân phận đó Đó là thiện hiện Cần phải nói Pháp môn nào Các ngài liền nói pháp môn đó Gọi là thiện thuyết Như vậy mới chân chánh làm được Khỉ lý khỉ cư Chân chánh giúp đỡ chúng sanh Phá mì khai ngộ lìa khổ được vui Từ đó có thể biết Pháp vốn không có cố định Tướng không có nhất định Chúng ta học Phật Phải thể hội ngay ở đây Người chân chánh học Phật Học làm Phật Học làm Bồ Tát Bồ Tát Phật với Phàm Phu Có gì khác nhau? Bồ Tát Phật Chúng ta nói một lời thông tục nhất là Sống cho chúng sanh Không phải sống cho mình Phạm phu là sống cho chính mình Hoặc cho gia đình mình Cho đến những người có chí hướng Tôi sống cho quốc gia xã hội Phật Bồ Tát thì khác Phật Bồ Tát hiện tướng, hiện thân cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới là hiện thân. Phật Bồ Tát có thân không? Không có thân. Phật Bồ Tát không có tướng, không có thân. Không có tướng, không có thân Có thể hiện tất cả thân tướng Hiện tất cả thân tướng Vì tất cả chúng sanh Không phải vì chính mình Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Có hỷ nộ ai lạc hay không? Có Hỷ nộ ai lạc đều là độ chúng sanh. Đều là phương tiện giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Không phải vì chính mình. Nếu vì mình, hỷ nộ ai lạc chính là phiền não, chính là tạo nghiệp liền biến thành nghiệp chướng. Chư Phật Bồ Tát không tạo nghiệp. Nói cho quý vị, nghiệp thiện mà còn không tạo, huống hồ nghiệp ác. Nghiệp thiện ác luôn buông xuống, luôn đoạn dứt. Phật bất đắc dĩ nói cho chúng ta một danh từ là thiện nghiệp nghiệp phật bồ tát tạo gọi là tịnh nghiệp trên thực tế hai chữ tịnh nghiệp này đều là thừa các ngài không có nhiễm làm gì có tịnh nói những lời này đều là vì phương tiện chúng sanh tùy thuận chúng sanh mà nói chúng ta muốn học vô tác hạnh, quý vị ghi nhớ mấy danh xưng này, quan hỷ hạnh, nhiều ít hạnh, có phải tôi trong tất cả thời, tất cả chỗ, tất cả cảnh giới làm cho tất cả chúng sanh sinh tâm quan hỷ. Có phải tôi làm như vậy? Quan hỷ tâm trong nhà Phật biểu thị Pháp Người đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc Biểu thị quan hỷ tâm Chúng ta có làm được không? Nếu làm cho chúng sanh phiền não Bạn đã tu hạnh điên đảo Hoàn toàn sai rồi Giả như chúng sanh nhìn thấy ta liền sanh phiền não Làm thế nào Dội bỏ đi Tránh anh ta Họ gặp ta quan hỷ Người này sợ tôi Họ thấy tôi đến Họ liền bỏ đi Họ vui mừng quan hỷ Làm cho tất cả chúng sanh Sanh tâm quan hỷ Nhiêu ít hạnh Nhất định phải làm cho chúng sanh Được lợi ích chân thật Danh hiệu Bồ Tát Chính là tổng cương lạnh Của Bồ Tát Hạnh Có 10 điều đã nói cho chúng ta Không trái nghịch tuyệt đối không trái với tánh đức chính là khế lý cũng không trái tình người thì bạn khế cư khế lý khế cư đây mới là bồ tát hạnh Đối với chúng sanh Phải rất rõ Rất thông tỏ Chúng sanh đáng thương Hành vi của chúng sanh Luôn trái nghịch Tương phản với 10 điều này Ngày nay Chúng ta học Phật Chúng ta cũng là chúng sanh Bắt đầu từ hôm nay Chúng ta phải quay đầu Quay đầu là bờ Không khuất phục Có phương tiện khéo léo Có thể vượt qua nhiều lớp chướng ngại Có trí huệ Có thiện xảo Để với Kinh nghiệm Biết tích lũy Biết tích lũy Trí huệ Dùng phương tiện thiện xảo để hiển thị trí huệ, đức năng của mình. Giúp đỡ tất cả chúng sanh không si loạn. Không si loạn chính là có trí tuệ, có phương tiện. Còn phải khéo biểu diễn Đời người như dở kịp Như giấc mộng Trong Kim Kim Càng nói Mộng huyễn bao ảnh Bạn phải biết biểu diễn Biểu diễn đều vì lợi ích chúng sanh Biểu diễn tuyệt đối không phải cho mình thưởng thức tuyệt đối không phải cho mình giải trí biểu diễn là giải trí cho đại chúng cho đại chúng thưởng thức đây gọi là hiện hiện hạnh chúng ta thường ngày sống là biểu diễn công tác là biểu diễn Tất cả thời, tất cả chỗ Khởi tâm động niệm nói năng tạo tá Không gì là không biểu diễn Những người xem chúng ta biểu diễn Có chúng sanh hữu tình Trong chúng sanh hữu tình Còn bao quát quỷ thần Lên trên còn bao quát Như chư Phật Bồ Tát Cũng đến xem chúng ta biểu diễn Chúng ta biểu diễn giỏi Phật Bồ Tát cũng bảo hộ Vì sao? Bởi họ cũng đang biểu diễn Chứ Phật Bồ Tát là những diễn viên cao siêu nhất Tận hư không biến pháp giới Biến ra đủ các thân tượng khác nhau Biểu diễn cho tất cả chúng sanh xem giúp đỡ chúng sanh giác ngộ giúp đỡ chúng sanh quay đầu đây là mục đích biểu diễn của họ nhà phật chúng ta gọi biểu diễn này là hoàng pháp lợi sanh đây là thiện hiện hạnh Chủ không thần Thứ bảy Chúng ta coi họ là những khoa học gia vũ trụ hiện đại Làm công việc nghiên cứu khoa học vũ trụ Với sự nghiệp khoa học vũ trụ Đều là thuộc về loại này khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển theo hai cực đoan lớn thì hướng về vũ trụ nghĩa của chủ không thần nhỏ thì hướng về cái cực kỳ nhỏ họ nghiên cứu nguyên tử điện tử hạt căn bản cũng là chủ không thần hướng cực đoan này họ phát hiện được phát hiện chân tướng của dạng vật vũ trụ cho nên các nhà khoa học hiện tại nói thật sự không có vật chất tồn tại họ phát hiện như thế nào chúng ta cho rằng vật chất tồn tại trong con mắt họ không có vật chất thật sự không tồn tại Hiện tượng vật chất là gì? Họ quan sát được là hiện tượng ba đồng Rất gần với trong Pháp tướng Duy Thức Nhà Phật đã nói Với từ Duy Thức này Học giả Pháp tướng Duy Thức không thừa nhận trong vũ trụ có vật chất Họ không thừa nhận điều này Hiện tượng vũ trụ ấy là gì? Họ nói duy thức Duy là chỉ một, chỉ có thức Tướng là giả, không phải thật Tướng là sở biến Thức là năng biến năng biến là cái thật sở biến là cái giả cho nên họ tôn trọng duy thức ngay nơi quan điểm duy thức mà nói trong kinh phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng chính là duy thức Thức là phân biệt chấp trước Là vọng tưởng Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Không tưởng thì sao? Không tưởng thì tất cả các thứ này liền không có Trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay trong mộng rõ ràng có sáu nẻo Giác ngộ rồi mới hay không đại thiên Trong mộng là dụ cho cái gì? vọng tưởng Khi có vọng tưởng Rõ ràng có sáu nẻo Có sáu đường luân hồi Sau khi giác rồi vọng tưởng không còn nữa vọng tưởng không còn nữa Sáu đường luân hồi không còn cho nên tất cả hiện tượng vật chất là gì ba động đây là thật nhất định không phải giả tướng tông đặc biệt nói rất rõ các nhà khoa học quan sát hiện tượng ba động hai tông tánh tướng đều nói tướng tông đặc biệt nói rõ một niệm bất giác mà có vô minh Bất giác vô minh chính là ba động Từ ba động cực kỳ di tế này Diễn biến thành ba động cực lượng Bất luận là hướng nào đều chu biến thập pháp giới, chu biến thập pháp giới chính là điều này. Cho nên từ diễn biến thành ba động cực lớn, bất luận là hướng cực đại hay cực tiểu đều là chủ không, đều tương ứng giới không. Trong thượng thủ biểu pháp Có tịnh quan phổ chiếu Phổ du thâm quản Đều là hiển thị Tánh đức Tịnh tối quan trọng Chúng ta niệm Phật Bí quyết Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật là tịnh niệm tương tục. Bốn chữ này của Bồ Tát hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa tịnh quang phổ chiếu ở đây Quang chính là niệm Phổ chiếu chính là tương tục Không gián đoạn Ngày nay chúng ta niệm danh hiệu Phật Danh hiệu Phật Từ trong tâm phát ra Miệng niệm ra Tai lại nghe dạo đây chính là tịnh quang phụ chiếu. Chiếu cái gì? Chiếu tánh đức. Chiếu tự tâm. Có khả năng chiếu tự tâm mới có thể chiếu pháp giới. Vì sao vậy? Tự tâm bất nhị với pháp giới. người phàm phu chia tự tâm với pháp giới làm hai hiểu nhầm cho là hai người giác ngộ hiểu được tự tâm với pháp giới là một không phải hai đặc biệt là trong hoa nghiêm Kinh luận tịnh độ Chú giải của cổ đức Cũng không ngoại lệ Trong kinh tịnh độ tung Chúng tôi đã nói qua cho quý vị Hoa nghiêm tam bụi Cơ sở của qua nghiêm tam bụi là gì? Nhất tâm Nhất tâm chính là pháp giới Pháp giới chính là nhất tâm Cho nên khoa học nói giảng vật trong hư không tất cả vật chất là hiện tượng ba động nói không sai giống với phật nói đây là tương ứng với hư không phổ du thâm quản Phổ dụ là tỷ dụ Tâm chúng ta không đâu không có Tận hư không biến pháp giới Quá khứ hiện tại dị lai Giống với hư không Không đâu không có Không lúc nào không có Trí huệ của chúng ta lại cũng như thế Đức năng của chúng ta cũng như thế Mỗi mỗi đều như thế Phổ du là ý nghĩa này Ở đâu có cảm Lập tức liền có ứng Ứng là gì? Ứng chính là hiện thân Chính là biểu diễn Chính là thuyết pháp Chư Phật Bồ Tát Thị hiện ở nhân gian Thị hiện trong sáu đường Thị hiện trong mười pháp giới Để làm gì? Bốn chữ gì người diễn thuyết Các ngài gì việc này Diễn là biểu diễn biểu diễn cho mọi người xem, mọi người xem xong có nghi hoặc, có nghi nan gì họ dạy đáp. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian là làm những việc này, ngoài những việc này ra các ngài không làm việc gì khác. giỏi biểu diễn. diễn màn nào cũng giống màn nào biểu diễn rất giống biểu diễn thấu đáo biểu diễn tận thiện tận mỹ đây chính là gọi sư phạm làm tấm gương tốt nhất của đại chúng xã hội Ở đây, chúng tôi nhắc với quý vị Dạng Pháp dài không, nhân quả bất không Nhân quả là một trong dạng Pháp Có người từng hỏi tôi Vì sao nhân quả bất không? Tướng của nhân quả là không Nói nhân quả bất không Trong nhân quả có hai điều bất không Liền có hai nghĩa Một là chuyển biến Nhân sẽ biến thành quả Nhân thành không Quả là sẽ biến thành nhân Quả thành không nhưng chuyển biến của nó là bất không Tương tục bất không Cho nên nhân quả bất không là nói Chuyển biến với tương tục của nó Chúng ta rõ không Liền không chấp trước đối với tất cả Pháp có gì đáng để chấp trước không cho nên phân, phân biệt chấp trước là sai rồi người không học phật không biết đây là sai không biết người học phật hiểu được đây là sai vì sao tất cả pháp không thể nắm bắt bạn có phân biệt chấp trước Thì bạn đã sai Tất cả vô sở hữu Bất khả đắc Vô sở hữu Sáu chữ này trong kinh Đại Bác Nhã Lặp lại cả ngàn lần Phật làm sâu thêm ấn tượng cho chúng ta Nói cho chúng ta bị chân tướng của dạng Pháp vũ trụ Là vô sở hữu bất khả đắc Chính là phàm những gì có tướng đều là không thật Mà trong Kinh Kim Cang đã nói Tất cả Pháp hữu gì như bỗng huyễn bào ảnh Như sương cũng như điện Đều là thuyết minh tất cả Pháp vô sở hữu bất khả đắc Bạn quyết định phải chấp trước Làm sao bạn không phiền não được làm sao bạn không đỏ lạc được Ai bảo bạn sanh phiền não Những người ấy bảo tôi sanh phiền não Những người ấy bảo bạn chết Sao bạn không chết Sao bạn ngoan ngoãn như vậy Phật dạy cho bạn Sao bạn không nghe bạn đã thích nghe những gì bên ngoài Phật Bồ Tát dạy bạn Bạn nên nghe theo Không nghe lời người tốt Thua thiệt ngay trước mắt Bạn biết Thể tướng các Pháp Đều là không tịch Bạn liền vô trụ trong Kinh Kim Cang nói ứng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm bạn vô trụ Vô trụ chính là Không phân biệt, không chấp trước Vậy là vô trụ Bạn lại hiểu rõ chuyển biến tương tục Của nhân quả bất không Bạn mới sanh tâm Sanh tâm tự độ độ tha Sanh tâm là phát tâm Phát tâm Bồ Đề Sanh tâm chính là phát tâm Bồ Đề Phát tâm giác ngộ chân chánh Nhất định phải giúp đỡ chính mình Thành tựu vô thượng Bồ Đề cũng chính là nói Khôi phục tánh đức Duyên mạng của chính mình Chúng ta phải nỗ lực trên đây Giúp đỡ chính mình Chính mình hiện tại Dù đã giác ngộ rồi chưa đủ Làm thế nào được gọi là Chính mình thành tựu Duyên mạng Nhất định phải giúp đỡ chúng sanh cho nên mọi người phải hiểu mình người là một không phải hai mình người không hai giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình thành tựu chúng sanh chính là thành tựu chính mình chúng ta không chịu giúp người dễ làm sao được Cho nên chư Phật Bồ Tát Hiện thân thuyết Pháp Giáo hóa chúng sanh Mãi mãi không gián đoạn Sau khi thành Phật rồi Lái con thuyền tự Vẫn không nghỉ ngơi Không mệt mỏi không phiền chán như cũ, giúp đỡ chúng sanh. Điểm này chúng ta phải thể hội kỹ càng, phải chăm chỉ học hỏi. Học Phật chính là học trong đời sống hàng ngày. Tu hành chính là tu trong xử sự, sự đại nhân tiếp vật Lìa bỏ tất cả chúng sanh Bạn tu ở đâu? Nguyên tắc tu tập Chính là tu trí tuệ Tu định công Tu giới định tuệ trong tất cả cảnh giới Giới Là thủ lễ Thủ pháp, thủ quy củ giới tất cả đại chúng đây là giới Định Cho tất cả thuận cảnh Không sanh tham ái Bạn có định lực Nghiệp cảnh không có sân hận Đây là định lực Cũng chính là nói Trong cảnh thuận cảnh nghịch Tu cái gì? Tu không khởi tâm không động niệm Bạn rời bỏ cảnh giới này Bạn tu ở đâu? Huệ Là rõ ràng Thấu tỏ Không chút mê hoặc Đây là huệ Cảnh thuận, cảnh nghiệp Người thiện, người ác bên ngoài Có rõ hay không? Không rõ chính là mê hoặc mơ hồ rồi Rõ rõ ràng ràng là huệ Không sanh yêu ghét Đó là định Đối nhân có thủ lễ Pháp là giới Giới định huệ là trong cuộc sống Chúng ta sống xử sự đại nhân tiếp dật Niệm niệm đều tương ứng với giới, giới định tuệ Hạnh hạnh đều tương ứng với giới, giới định tuệ Là bạn tu Bồ Tát hạnh Bạn hành Bồ Tát hạnh bạn mới có thể khế nhập cảnh giới hoa nghiêm Cho nên chủ không thần là Bồ Tát hạnh dị thứ bảy Hạnh không chấp trước Hạnh thứ bảy gọi là vô trước hạnh Không chính là vô trước Thứ tám Chủ phương thần Chủ không và chủ phương Chúng ta nói rất tỉ mỉ Dường như mỗi đoạn chúng ta đều mất 4 tiếng đồng hồ Chủ phương thần nếu thiết thực trong xã hội hiện tiền của chúng ta Chủ đạo một phương Hoặc chủ đạo một thời đại Những nhân vật như vậy Chính là loại chủ phương thần này Phạm vi ở đây rất rộng Chúng ta chỉ lựa cử mấy thí dụ Thí như học thuộc có thể chủ đạo một phương Một khu vực Chủ đạo một thời đại Nghiên cứu Khoa học hoặc là Công nghiệp Hoặc là thương nghiệp Điều này rất rõ ràng Trước đây Ở Trung Quốc chúng ta Nông nghiệp Chủ đạo quốc gia Chủ đạo đến mấy ngàn năm Hiện tại dần dần Biến hóa phát triển công thương thay thị Đây là biến chuyển Những thứ khác như ngoại giao, quân sự, văn hóa, trong văn hóa Bào quá càng nhiều Những cái mà ký với đời sống chúng ta Nhắc đến quý vị đều hiểu Hiện tại nói lưu hành Trào lưu Cũng là Trào lưu cũng là chủ đạo một phương Hoặc là một thời đại Ẩm thực phục chế đây rất rõ ràng với lại thời gian không lâu lắm ca múa trong tiêu khiển đặc biệt là âm nhạc ca sướng Mỗi thời đại mỗi khác Những thứ rất lưu hành trong thời đại này Đều thuộc loại chủ phương thần này Những thứ lưu hành 50 năm trước Lúc đó chủ đạo một phương Hiện tại không lưu hành Hiện tại lại có một thứ chiếm lấy Điều này chúng ta phải biết Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương Có mấy câu nói rất hay Thân trí giáo quan Vô bất giận nhiếp Thân của Bồ Tát Thân đầy trí huệ giáo chính là biểu diễn phương pháp giáo học cực kỳ khéo léo phương tiện đó gọi là phóng quang toàn thân phóng quang tất cả thì thí cũng phóng quang, không một thứ nào là không giúp họ chúng sanh mới có thể thu được hiệu quả giáo hóa. Trong thí dụ nói như mặt trời chiếu khắp trời đất liên tục không ngừng. Mãi mãi không gián đoạn, không mệt không chán, đó là bi nguyện của họ như mặt trời hàng ngày buổi chiều xuống núi sáng hôm sau nó lại lên đây là biểu thị ý nghĩa mãi mãi không ngừng ý nghĩa liên tục Mục đích là lợi ích tất cả chúng sanh Chủ phương thần là Bồ Tát hạnh dị thứ 8 Hành thứ 8 gọi là Nang Đắc Hành Người đời gọi là hiếm có khó được Ngài giỏi biểu diễn Thứ chín Chủ giả thần Chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian Giới thiệu với quý vị Và trong kinh Hoa Nghiêm Khá quan trọng Đối với chủ giả thần này năm mươi ba lần tham phỏng của thiện tài đồng tử Trong 53 vị thiện tri thức Ngoài chủ giả thần Cơ hồ không có thân phận tương đồng Thân phận tương đồng dường như là không có Người xuất gia tuy có mấy vị Nhưng pháp môn tu không chống nhau Chủ giả thần chiếm đến tám vị mà còn địa vị cao tám vị đại bồ tát từ sơ địa đến bát địa này sơ địa trở lên chúng ta gọi ma hà ta tám hiện thập trụ thập hạnh thập hồi hướng phía trước Chúng ta gọi Bồ Tát Sơ địa trở lên gọi Ma Hà Ta Đây là Đại Bồ Tát Từ Xuân Hòa Nữ Thần đây là Sơ địa Mãi đến Bát địa bất động địa Tám vị Bồ Tát này đều là Chủ Giả Thần Từ đây mà nhìn Phật rất quan trọng đối với Chủ Giả Thần nghĩa chủ giả thân là gì giả là ban đêm ý là không muốn bị người khác thấy ở đây chúng ta nói là trong bí mật dùng trí huệ từ tâm bi tâm của bạn những nhà giáo dục nhà từ thiện dẫn dắt chúng sanh phá mê khai ngộ đều thuộc chủ giả thần cho nên chủ giả thần thông thường nói trong xã hội họ không có chức vụ không có Địa vị Cũng không có chức trách Nhưng mà Họ Chân chánh hành thiện Họ người Trung Quốc nói Tích âm đức Thích làm thiện Lúc nào cũng làm thiện Nhưng không muốn ai biết Không muốn người khác biết những người này đây đều là chủ giả thần. Trung Quốc cổ nhân coi trọng âm đức. Âm đức phước báo dày. Dương đức là bạn làm gì tốt gì không ai mà không biết. Người người đều khen ngợi bạn. Người người đều quan đến bạn Cứ báo bạn tiêu mực Cho nên quý vị phải biết Biết rõ đạo lý này Việc tốt đừng để cho người khác biết Việc xấu mà mọi người đều biết 那个国报的后头,你将来有大夫,后,后,后,啊, Việc xấu không thể ả? giấu, giấu không ai biết, vì sao chịu đại khổ? Đu, sẽ đọ ác đặng. cho nên việc xấu mọi người lỗ trần đến chửi bới lăng nhục mỉa mai là việc tốt đều báo hết rồi. Đây là thuyết minh tích âm đức quan trọng hơn gì hết. Những người này đức hạnh là lấy pháp làm niềm vui. Đây là Bồ Tát hạnh vị thứ chín Hạnh thứ chín gọi là thiện pháp hạnh Thiện Thiện chân chánh Chính là âm đức Tích công lũy đức Đoạn ác tu thiện Mà không cho người biết Là việc tốt đây là người chân chánh thông minh người có trí huệ họ mới làm như vậy Hiện tại quý vị xem Trong xã hội có một số nhà Đại từ thiện Có tiền Tiền tài họ bố thí Nếu không có ai khen ngợi Một đồng họ cũng không cho Một hào cũng không cho Họ muốn mọi người tán tháng họ Muốn mọi người ca ngợi họ Họ mới thích mới chịu xuất tiền họ háo danh được một chút công đức làm được mất hết thật là ngô si không có trí huệ nghĩa của chủ giả thần này rất sâu phạm vi rất rộng bất luận già trẻ trai gái bất luận là ngành nghề gì bạn phải hiểu có thiện hạnh này âm thầm giúp đỡ người khác giúp đỡ những người cần giúp đỡ Thấy người cần giúp đỡ Không chút do dự Không chút hoài nghi Chân tránh làm ngay Vì chủ trú thần cuối cùng Trú là ban ngày Mọi người đều thấy được Thấy rất rõ ràng Rất minh bạch dưới thanh thiên bạch nhật Phạm vi trong đây Cũng rất rộng, rất lớn Đại khai chính là Ngài Có địa vị Ngài có chức vụ Có địa vị chức vụ Ngày có quyền lại có trách nhiệm người lãnh đạo các từng lớp xã hội loại này trong lãnh đạo cũng phân rất nhiều cấp bậc địa vị quyền lực có phân lớn nhỏ lãnh đạo lớn nhất của quốc gia là tổng thống nhỏ nhất là trưởng thôn trường ấp trong cơ quan lớn chủ quản trong một đơn vị nhỏ họ có chức vụ của họ có quyền lực trách nhiệm của họ họ cũng quản mấy thuộc hạ của họ họ cũng là người lãnh đạo hễ là lãnh đạo đều thuộc phạm vi chủ trú thần họ có địa vị có quyền lực trách nhiệm họ cần phải làm họ không thể không làm họ khác với chủ giả thần chủ giả thần không có địa vị không có quyền lực không có trách nhiệm Họ làm việc tốt Hết nghĩa dụng, Không cho người biết Chủ trú thân là bạn làm việc tốt Mọi người ai cũng thấy Thấy rõ ràng Làm những việc tốt gì Làm quân, làm thân, làm sư Mà cổ thánh tiên hiền thường nói bạn chỉ cần là người lãnh đạo của một đơn vị bạn quản lý mấy người mấy người bị bạn quản lý ấy bạn phải dùng tâm thái của quân thân sư để đối đãi với họ Đây là Bồ Tát hạnh dĩ thứ 10 Gọi là chân thật hạnh Chúng ta phải hiểu Nếu bạn ở trong gia đình Bạn là một gia trưởng những người trong nhà bạn đều phải nghe lời bạn bạn là người lãnh đạo của gia đình cũng phải làm được quân thân sư quân chính là người lãnh đạo bạn phải làm hết trách nhiệm của lãnh đạo trước đây tôi từng giảng một chuyên đề nói về việc này là vì có một đồng tu đến hỏi tôi hình như ông ấy là một giáo viên ông ta đến nói với tôi học sinh bây giờ không nghe lời khó dạy Cha mẹ với con cái liên đới khác nhau Con cái không nghe lời Thầy giáo khi dạy học Học sinh không nghe lời Lại trong xã hội Những ông chủ của giới công thường Nhân viên không nghe lời Đây là một vấn đề xã hội Rất nghiêm trọng Rốt cuộc khuyết điểm ở chỗ nào Chúng ta nghĩ lại Người xưa nói Phát hiện khuyết điểm ngay bạn thống lãnh đại chúng nhất định phải làm hết trách nhiệm của ba chữ này ba chữ này bạn chỉ làm được một chữ hai chữ kia không làm được vậy làm sao không có khuyết điểm còn cái vì sao không nghe lời bạn chỉ có thân tình với chúng Bạn chỉ làm được chữ này Bạn không giận dắt chúng Giận dắt chúng là lãnh đạo Bạn không dạy dỗ chúng Hai việc này buông trôi Dù bạn có yêu thương nó thế nào cũng vô ích Chưa chắc chúng nghe lời bạn Còn cái gì sao không nghe lời học sinh vì sao không nghe lời bạn làm thầy giáo chỉ biết dạy chúng bạn không có thân tình với chúng không thương yêu chúng bằng thân tình này bạn cũng không lãnh đạo chúng cho nên bạn chỉ làm được thầy vua cha bạn không làm được học sinh không nghe lời Ông chủ dẫn dắt nhân viên Nhân viên vì, vì sao không nghe lời Ông chủ làm được lãnh đạo Nhưng không có thân tình với họ Nói cách khác Không có tâm thương yêu chân thành Không nhiệt tâm dạy bảo Nhân viên không nghe lời cho nên chúng ta phải hiểu quân thân sư là một mà ba ba mà một ba mặt của một thể ba mặt cấu thành một thể đỉnh ba chân thiếu một không thể được bạn muốn bảo học sinh nghe lời Nghe lời thầy giáo Thầy giáo đối với học sinh Ngoài dạy dỗ Phải có thân tình Người xưa thường nói Thầy trò như cha con Thầy giáo coi học sinh Như con cái của chính mình Chăm sóc từng ly từng tí người học sinh sẽ mang ơn đội đức một đời sẽ không quên thầy giáo nó có thân tình bên trong với lại thầy giáo lãnh đạo học sinh cho nên ba chữ này đều làm được quan hệ thầy trò thì khác liền Đời tôi đây Trải qua 8 năm chiến tranh với người Nhật Bản Đời sống rất cực khổ Khi tôi lìa bỏ cha mẹ Lìa bỏ quê hương Lưu dông Học sinh lưu dông Quốc gia hảo tâm triệu tập chúng tôi lại mở trường học để chúng tôi có chỗ học hành chúng tôi không có thu nhập đã đoạn tuyệt với gia đình không có một đồng quốc gia nuôi chúng tôi Quốc gia phát cho chúng tôi lương thực, phát cho chúng tôi áo quần, phát cho chúng tôi ít tiền lẻ tiêu xài. Trong thời gian kháng chiến, quốc gia mở rất nhiều trường học như vậy, chỉ nhận học sinh lưu vong. Thầy giáo trong đây phải gánh cả trách nhiệm gia trưởng. cho nên chúng tôi học thầy giáo có thân tình đối với chúng tôi thật thầy giáo lúc bấy giờ làm được cả ba chữ quân thân sư chúng tôi cảm kết cả đời đối với thầy giáo đối với đồng học còn thân hơn cả anh em khi sanh tử hoạn nạn Mọi người cùng ở với nhau Khác bây giờ Cho nên quan hệ đồng học như vậy Quan hệ thầy trò như vậy Người thời nay nghĩ cũng nghĩ không ra Nói cho bạn Bạn không thể hội được Bạn không thể hiểu Khi sanh tử hoạn nạn với nhau Thân tình này sẽ sâu Ông chủ đối đãi nhân viên cũng phải như thế Cho dù gặp phải khó khăn cực lớn Công ty cũng sẽ không đóng cửa Chức viên của bạn sẽ không giải tán Cảm kích ông chủ Trong đây không phải là lợi hại Mà là đạo nghĩa ông chủ có thể coi nhân viên như anh chị em của mình người trẻ thì coi như con cái quan tâm đến họ như vậy yêu thương họ như vậy dạy bảo họ lãnh đạo họ thành tựu cho họ làm sao mà họ không cảm kích được cho dù bạn gặp trắc trở rất lớn trên tài sản hoặc trên sự nghiệp họ đều có thể giúp bạn duy trì khi khổ khó không cần tiền lương cũng làm gì có đạo nghĩa sở dĩ xã hội ngày nay loạn là do mỗi người trên địa vị của mình chỉ làm được một chữ hai chữ kia thì bỏ quên Vấn đề là ở chỗ này Chúng ta khi gặp vấn đề Phải suy nghĩ Tìm ra nguyên nhân của vấn đề Sau đó nếu có thể trừ bỏ nhân tố này Tất cả liền trở lại bình thường Như vậy mới có thể giúp quá tất cả chúng sanh Đây là chân thật hạnh Nói tóm lại Mười cương lãnh trong Bồ Tát hạnh này Trong mỗi điều Đều hàm nhiếp chín điều kia Nếu chỉ có một điều Không có chín điều kia Thì một điều này của bạn không thể thành lập Thí như chân thật hạnh Bên trong chân thật hạnh Nhất định có quan hệ nhiều ít Không trái nghịch Không phước phục mãi cho đến hiện hiện vô trứ khó được hiện pháp bạn mới chân thật khi nói quan hỷ hạnh bạn không có chính điều dưới này bạn làm sao quan hỷ quan hỷ y của bạn là đóng giả không phải là thật Cho nên trong Kim Hoa Nghiêm Thường dạy cho chúng ta Một tức tất cả Tất cả tức một Bất cứ một địa vị nào Đều hàm nhiếp Tất cả địa vị Đây là một tiểu đơn nguyên Mười vị thứ Sơ hạnh vị Nhị hạnh vị Đến hạnh vị thứ mười Mỗi một vị thứ đều hàm nhiếp chính hạnh vị kia trong kinh hoa nghiêm nói hành bố không ngại viên dung viên dung không ngại hành bố hành bố có thứ tự có sư nhị tam tứ có thứ tự đây gọi là hành bố viên dung là bao hàm hết tất cả bất cứ một địa vị nào đều bao hàm tất cả địa vị đây là viên dung viên dung với hành bố là đồng thời Bất nhị Không thể phân cách Trong vị sinh chúng Có 39 chúng Trong 39 chúng này Loại tạp thần này Đến đây đã giảng xong Dưới đây là loại thứ hai Vị sinh chúng Tổng cộng có ba loại lớn Loại lớn thứ hai Chính là bác bộ Tứ Dương Chúng. Hôm nay thời gian đã hết chúng tôi chỉ giảng đến đây.